cục máu đông sẽ đi lên não, chặn các mạch nhỏ và ngăn máu và oxy đến các phần còn lại của não bộ, dẫn đến đột quỵ. Những người bị AFib có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 5 lần người không bị AFib. Một nửa trong số những người bị AFib không cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào, bởi AFib có thể xảy ra không liên tục nên thường không dễ phát hiện sớm hay khẳng định bệnh lý tại phòng khám. Nhưng hiện nay, điều đó trở nên thật dễ dàng nhờ máy đo huyết áp bắp tay HM7361T của Omron. Chỉ cần quấn vòng bít IntelliGuard quanh cánh tay của bạn, nhấn và giữ nút cho đến khi hiển thị AF. Kết quả đo của bạn sẽ được đo 3 lần với khoảng thời gian 30 giây một lần. Chức năng hai người dùng cho phép bạn và người thân của bạn cùng theo dõi kết quả theo thời gian nhờ sử dụng ứng dụng Omron Connect. Bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn ngay hôm nay.